Tiếp tục với chuyến hành trình đi kiếm mấy loài sinh vật của bổn lọ, anh vác cái vật bắt muỗi của mẹ ra đồng xem hôm nay có may mắn tìm được thứ gì thú vị không. Vãi đạn ngay lần hớt đầu tiên ông cháu đã lụng được một em cá gì đó khá lạ, nhìn sơ qua tưởng nòng nọc nhưng hóa ra nó lại là cá thôi dù gì em nó cũng sẽ lên chảo dầu của anh bổn. Tiếp theo đó anh bổn vớt được một chú rùa mai vàng nẹ ở con mương nhỏ xíu này mà lụng được bé rùa thì anh bổn khá may mắn đấy. Ái trà tiếp tục là một cháu cá nòng nọc nữa, anh bổn cầm lên quan sát thì thấy nó có đôi chân giống với ếch nhái, cơ thể lại na ná các loài cá có lẽ đã có mối tình vụng trộm nào đó xảy ra chăng còn đây là con tôm hùm đất ông cháu vừa bắt được nghe nói loài này ở việt nam bị cho vào danh sách cấm vì khả năng sinh sản lớn nhưng lại không mang nhiều giá trị về kinh tế và dinh dưỡng để xem lần hất tiếp theo có gì nào ái cha đây là một bé rùa mai xanh tí hon nhìn nó thụt đầu e dè dễ thương chưa kìa anh bổn nên thả nó về bú tí mẹ đợi em nó lớn rồi bắt một thể về nhúng lầu cũng được đi vài bước anh lụm thêm được con cá chép nè tiếp đó là bé cá chấm con ây ra có động nước lớn ôi vãi đạn bổn lỏ vừa bắt được một con cá trà bạc rất lớn, nhìn kích thước của nó phải cỡ 2 đến 3 kg đấy, hôm nay lại có mồi nhậu ngon nhất cái nạch rồi, đi thêm đoạn thì ông cháu phát hiện có gì đó bên trong bãi cỏ nước, à ra đây là một bé đóm đóm tí hon, nhìn chiếc đuôi của nó màu hồng và xanh đẹp mắt chưa kìa, vãi đạn, đây là một con ếch kỳ diệu khủng lồ các bạn ạ, à. nó to bá cháy bọ chết luôn, sau một đêm thăm ngàn thì đây là thành quả của anh bổn nè các bạn, khá nhiều những sinh vật thú vị, vài phút nữa anh sẽ chuẩn bị đồ về nhúng lẩu nhấm rượu, sang ngày hôm sau anh bổn cảm thấy bữa lẩu hải sản hôm qua chưa ngon lắm nên anh tiếp tục sẽ đi kiếm thêm một số loại cá khác về nhúng lẩu mới bắt đầu mà ông cháu đã lụng được một chú ca chép to trà bá luôn này mọi người tính ra ở vùng nước nông này có nhiều cá to phết đấy chứ tiếp đó là một chú rùa mai vàng thò đầu ra chào khán giả cái nào rùa ơi em nó thẹn thùng e thẹn quá nên thôi vậy vãi trưởng lại thêm bé rùa cu te mai que nay lại có thịt rùa xào xả xà ớt rồi mọi người ạ à. ủa ủa, bổn lỏ bất ngờ lụng được em cá coi ảo lòi nghe nói giá trị của nó lên tới vài tỷ đồng luôn chứ hôm nay anh bổn được các cụ độ ghê quá tiếp theo đó chỉ là mấy bé cá tép nhỏ bọn này thì để dạ dày cũng chẳng si nhê lắm nhìn bé cá này có màu sắc khá sặc sỡ đấy chứ phải công nhận chỗ này lắm rùa thật anh bổn đi qua đi lại phải lụng cả chục em rồi xung quanh đây thậm chí còn có rất nhiều bóng gôn được đánh ra vì có một sân gôn á mọi người cảm thấy chán với việc hớt cá bằng vợt anh bổn dùng lưới bắt cho tiện mẹ đầu tiên thì bắt được một em cá trà bạc khá to ui cha sang mẹ thứ hai thì nó còn có nhiều loại cá hơn nữa chỉ một con sông cạn nước nhỏ mà có nhiều cá to quá các bạn ạ à. lần này anh bổn lỏ chắc phải mang đi cho họ hàng bớt thôi sau một buổi thăm ngàn đánh bắt anh bổn đã thu lượm được bằng này chiến lợi phẩm cỡ này là đủ để chiêu đã cả họ ăn luôn chứ đùa hôm nay anh bổn tiếp tục trốn vợ cùng anh cam mezamen đi đến một cái mương nhỏ gần nhà để tìm kiếm vài loài sinh vật thú vị để xem có thứ gì bỏ vào bụng không nào đầu tiên thử vớt câu ơ loa một bãi cỏ xem ấy thế mà ông cháu cũng lụng được em cá tép bé tẹo tiếp đó là một con tôm chưa trưởng thành dự kiến trong hôm nay bổn lỏ phải lụi được cả rổ tôm thì mới về nhà nhúng lẩu ái cha còn đây là mấy con loang quăng nè bọn này thì bé quá nhìn chẳng thấy thịt đâu nên anh bổn sẽ thả chúng đi thử xem đoạn góc mương này xem à hà ông cháu đã lụm được một chiếc cá rô đồng riêng em nó thả lên chải dầu chiên giòn rồi chấm nước mắm chin su thì hết sảy con bà bảy luôn ơ ờ, kìa anh cam mezamen vừa dằn mặt bổn lỏ với một con cá chê siêu lớn thế éo nào mà thanh niên dùng tay hớt được nó nhỉ lấy thước ra đo thì con cá chê này cỡ 70 phân vậy là anh bổn có nhân vật chính cho bữa lẩu tối nay rồi quái đản ngoảnh đi ngoảnh lại ông cam mezamen lại lụm thêm em cá chấm đen khá vip nữa nè thanh niên sát cá ra phết đấy chứ nhờ sự sụp bọt của camera men bổn lò cũng ăn may bắt được bé cá chê dễ thương này tín ra ở đoạn gầm cầu này khá nhiều loài cá to cư ngụ đấy chứ trước mắt các bạn đây là hai chiếc cá chép con anh bổn sao lại lỡ tay cầm mỏ của chúng thế kia thôi thì dù sao hai cháu này cũng lên chảo dầu hết bổn lò tiến tới một chiếc cống lớn đập vào mắt anh đây chính là cả bầy tôm con hình như bọn chúng vừa tụ tập đàn đúng hay sao ý trời đã sẩm tối anh bổn chỉ còn hai giờ nữa trước khi vợ về phát hiện anh không có ở nhà và đấm anh nhức người ai cha đây có vẻ là một con rùa mai vàng em nó đang thụt đầu sợ hãi anh bổn, nhoi đầu ra chào khán giả cái đi nào, nhìn nó ngoe ngoẩy cái chân kìa, muốn bơi trong không khí hay gì vậy cha nội, từ hôm qua đến nay, anh bổn đã lụm được khá nhiều rùa, chắc chắn sẽ là một bữa buffet rùa ngon bá cháy cho mà xem tiếp tục với chuỗi ngày đi săn côn trùng của mình anh bổn hôm nay đã tự đi một mình mà không cần sự sụp bọt của anh kamezamen nữa đập vào mắt các bạn đây là một em cuốn chiếu khá cute nhìn màu sắc của nó lạ quá nhỉ nghe nói con cuốn chiếu này uống hơi nhiều sinh tố lúa mạch bên giờ cơ thể cũng chuyển vàng theo luôn các bạn ạ à. tiếp theo đó là một chú sâu bướm không may giữa trời nắng nóng 60 độ như thế này nó đã phải bỏ mạng ây ra trên tay anh bổn đây có chiếc châu chấu hình như nó đang thẹn thùng ghê sợ bổn lỏ nên méo dám cử động luôn theo quan sát thì ông cháu này không có năng lực gì của Zezo One cả. Trước mắt các bạn đây là một tổ kiến đất, nó kéo từ bên trên cành cây xuống dưới này. Ông anh bổn kể rằng, trong mỗi tổ kiến đất đều có loại đá đặc biệt, những ai thử được loại đá quý hiếm này sẽ giúp họ khá lên, cụ thể là lên thiên đình. Thôi bổn lọ bỏ qua nó vậy, để xem còn kiếm được gì không nào, cái thời tiết nắng nóng mà muốn hét ghê. dưới đất anh bổn bất ngờ phát hiện dấu chân của gấu có lẽ nó vừa mới đi qua đây mà thôi vì sợ quá nên ông cháu sẽ tiếp tục đi tìm trước mắt các bạn đây là một chú bướm đêm nghe nói cái đuôi vàng này của nó giúp nó dụ con mồi đến rồi bất ngờ quay lại làm thịt thoáng chốc trời đã sẩm tối anh bổn đã chuẩn bị hết dụng cụ săn bắt con trùng anh tạo ra một lớp màn trắng và chiếu rọi lên nó bằng ánh đèn neon trong thời gian chờ đợi ông cháu tiếp tục đi kiếm những loại con trùng mới mẻ ui cha loài bọn này lạ thế nhỉ các bạn biết tên chúng hãy comment xuống dưới phần bình luận nhé nhìn nó dẹp dẹp giống một con đĩa nhưng lại có chân khố của con trùng, lật tảng đá này lên, anh bổn phát hiện một em cuốn chiếu đang ngủ ngon lành cành đào, dậy chào mọi người cái rồi ngủ tiếp nào thanh niên ơi, tiếp theo thanh niên gặp được bé na đang đi loang quang trên đường, anh bổn liền lụm nó luôn chứ không trần trừ, bố anh kể rằng nó từng là đệ tử của Ozoshima Chima dư đấy, cẩn thận nó đặt nguyền ấn lên người anh á nha, ai trà, bé bướm đêm này có vẻ đang ngủ khá ngon bổn lộ còn thấy một bé cóc ngồi trầm tư nhìn về màn đêm xa xăm ông cháu thử cho bé na chiến đấu với cóc xem mà nó chạy nhanh quá ôi bé na há miệng chào mọi người kìa, cu te vãi trưởng bổn lỏ không cẩn thận là ăn táp đi viện như thường thôi anh sẽ tha cho em nó chứ không mang về nấu ăn đâu nha ui cha trước mắt chúng ta là một bé cóc thất tình đang chờ đợi tình yêu tới ê không sao chứ người anh em nếu buồn thì anh sẽ giúp chú giải tỏa nỗi buồn trên chảo dầu của anh nhé nhìn mặt em nó buồn như chó cắn luôn mọi người ạ à. ơ ờ, hay lại thêm bé na nữa nè đây có vẻ là loài rắn hả khá độc quả răng nanh của nó nhìn cháy lượng quá đảm bảo đụng vô tay anh bổn cái là xác định liền răng mày sắc quá nên bổn lỏ sẽ tạm thời mày đi chút ít nhé sau một lúc đi dại thì anh bổn đã quay trở lại với cái bẫy của mình ê khoan cái chúng ta lại có phim sẽ rán để xem kìa anh bổn còn trêu hai em tiêu cường nữa chứ chỗ người ta đang ân ái riêng tư mặt trước mắt các bạn đây là nhện người cặp chân của nó trông dài quá xá nghe nói ông cháu này vừa đi đóng người nhện cùng mai mozart thì phải video gì view giải trí có tầm chút đá